Bi cá và đuôi cá hồi nướng giấy bạc, hương vị của sự sáng tạo và tiết kiệm. Cá hồi phụ phẩm nướng giấy bạc, hương vị dinh dưỡng cho bữa ăn tiết kiệm. Trong thế giới ẩm thực, sự sáng tạo không chỉ nằm ở việc tận dụng tối đa nguyên liệu mà còn ở khả năng biến những thực phẩm phụ phẩm thành bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng. Cá hồi phụ phẩm ướp sả, hành tây, dầu hào và nướng giấy bạc không chỉ là một bữa ăn dinh dưỡng mà còn là sự sáng tạo tinh tế trong việc tận dụng nguyên liệu. Đối với những người nghèo, món ăn này không chỉ là giải pháp tiết kiệm mà còn là cơ hội trải nghiệm hương vị đặc trưng của cá hồi mà không làm ảnh hưởng đến túi tiền. Hãy bắt tay vào bếp và thưởng thức bữa ăn ngon miệng này cùng gia đình. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 700g vi cá, phần thịt gần xương, đuôi cá hồi dành cho 4 người ăn. Gia vị gồm muối hồng, đường nâu, dầu hào, nước tương, tiêu đen, dầu mè hoặc dầu ô liu, tỏi băm nhuyễn, ớt băm nhuyễn, sả tươi, hành tím băm nhuyễn, củ hành tây một phần cắt lát mỏng, phần còn lại băm thô. Chuẩn bị cá, rửa sạch vi cá và đuôi cá bằng nước muối loãng, lọc bỏ da và mỡ cá, để ráo nước. Ướp cá, trong một tô, trộn phần thịt cá với dầu olive, sả bầm, hành tây băm thô, tiêu, dầu hào và ớt bầm, nếu muốn ăn cay. Nướng cá, đặt thịt cá hồi trong giấy bạc, đảm bảo kín chặt. Đặt khay nướng vào lò và nướng chỉnh nhiệt độ 190 độ trong khoảng 15 đến 20 phút, cho đến khi cá hồi chín và mềm. Thưởng thức: mở giấy bạc cẩn thận để hưởng thụ hương vị đặc trưng của cá hồi. Dùng nóng, kèm theo rau luộc, cơm trắng hoặc bánh mì. Hãy cùng chia sẻ niềm đam mê ẩm thực với bạn bè qua món cá hồi phụ phẩm nướng giấy bạc, cùng nhau trải nghiệm hương thơm, vị ngon và niềm vui của ẩm thực sáng tạo và tiết kiệm. Một bữa ăn đẹp mắt và dinh dưỡng, đem đến không gian ấm cúng cho mọi buổi sum họp. Bắt đầu hành trình ẩm thực của bạn ngay hôm nay. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bài viết vi cá, xương cá và đuôi cá hồi nướng giấy bạc, hương vị của sự sáng tạo và tiết kiệm. Xin chào và hẹn gặp lại ở bếp Thanh Trà lần sau nhé!